Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng Minh, vật tư phân nhân.com, một công ty chuyên cung cấp các loại giấy nhám, ráp xếp, đá cắt, đá mài, các loại đĩa nhám, các loại cây nhám trụ. Hầu như những cái vật tư đó thì gọi là vật tư dùng để mài mồ, vật tư dùng để chà sát trên những cái vật liệu, ví dụ như kim loại, rồi gỗ. Thì hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn và chỉ cho anh chị các bạn cách mình chọn mua một cái loại nhám, nhưng mà nó là nhám đĩa anh chị các bạn, đó là cái những cái dạng tờ tròn tròn đó, gọi là đĩa nhám đó. Thì đây là những cái hộp nhám đây anh chị các bạn, đây là những cái hộp này, hộp nhám. Thì mình cũng review để anh chị các bạn thấy thực tế. Thì ở đây thì nó có cái quy cách của nó anh chị các bạn này, đó cái quy cách của nó thì nó có là cái nhắm đĩa này, Demaster này. Demaster thì cái quy cách của nó thì nó có phi 100 với là phi 125. Thì một hộp của nó thì nó có là 100 miếng, bên cạnh đó thì nó có đựng những đồ cát, ví dụ như 40 60 80 100 120 150 180 200 300 400 600 và 800. Thì cái đồ cát này á, càng lớn á, thì cái độ mịn nó càng cao, độ cát nó càng nhỏ, cái bê nó càng nhỏ thì cái hạt của nó càng thô. Thì Hùng mở ra để anh chị các bạn, để review cho anh chị các bạn thấy nha. Đây thì cái nhám này nó như thế này đó anh chị các bạn, đó nhám tròn, nó hình tròn. Cái cục Hùng đang cầm này là nó phi của nó là phi 125 nha. Cái độ cát của nó là 240 này, B của nó 240. Thì nó ghi phía sau nè, cái này là đường kính của nó phi 125 và cái độ cát của nó là 240. Một hộp của nó như thế này là 100 miếng nha anh chị các bạn. Thì cái loại đĩa nhám này thường thường là người ta dùng ở trong những cái máy chà đó. Thì phía sau máy chà thì nó có thể là nó có những cái độ hít của keo, hoặc là người ta có phết vô keo vô trong này, thì người ta sẽ ịn cái này vô, xong bắt đầu người ta dùng máy đó người ta chà cho những cái bề mặt người ta cần chà. Thì cái loại hàng này á, hiện tại là phân nhân chúng tôi bán rất nhiều cho những công ty gỗ, những công ty mà xử lý bề mặt kim loại, hoặc là những cái bề mặt của những cái vật thể khác mà cần chà nhám. Thì cái loại hàng này xài rất là chất lượng nha anh chị các bạn, xài rất chất lượng và khách hàng thường hay mua đi mua lại. Rất mong quý anh chị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại là 0915 886 916. Đây cũng là số Zalo, anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo và để lại cho chúng tôi những cái thông tin cụ thể như sau. Đó là anh chị các bạn cần đĩa nhám xếp, đĩa nhám, hoặc là giấy nhám đĩa và phi tròn, độ cát của nó bao nhiêu, và anh chị cần bao nhiêu cái thì anh chị các bạn cho chúng tôi thông tin đó. Khi mà chúng tôi nhận cái thông tin số lượng đó thì chúng tôi sẽ quy ra cái anh chị các bạn nó là bao nhiêu hộp nha. Thì có thể mình báo giá hộp hoặc là mình báo giá cái như thế này, nhưng thường thường thì mình cứ một hộp này 100 cái, thì anh chị các bạn cứ liên hệ và mình sẽ cố gắng để mình mua đủ, ví dụ 100 cái hoặc là 200 cái 300 cái đó, thì mình đóng như hộp như vậy thì nó sẽ tiện hơn, hầu như là 100% mới và nó đủ số lượng anh chị các bạn nha. Rất mong quý anh chị các bạn tin tưởng và ủng hộ phân nhân. Anh chị các bạn có thể đăng ký kênh để khi Hùng review những cái loại hàng khác, anh chị các bạn có thể nhận được những cái thông tin mới về những cái loại vật tư. Bên cạnh đó thì anh chị các bạn có thể chia sẻ cái video clip này cho một số anh chị em, những người bạn, những người quen của mình có nhu cầu vật tư cơ khí, vật tư điện và các loại vật tư mày mò. Anh chị các bạn có thể vô đó mà tìm hiểu, ví dụ như vật tư phân nhân.com thì anh chị các bạn vô đó mà tìm hiểu. Ở đây phân nhân có rất nhiều vật tư cơ khí để anh chị các bạn có thể tiện mua sử dụng, hoặc là giới thiệu những người thân của mình mua một cách thuận lợi. Mình chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.